xin chào các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm món ăn tại quán 10 khó của anh Trường Giang để xem thực hư cái câu nói canh chua hơi chua nó ra làm sao nhé. Đây là cơ sở có địa chỉ tại Nguyễn Văn Trỗi. Mình cũng rủ thêm những người anh em, bạn bè trong Sài Gòn để cùng lắng nghe thêm ý kiến của mọi người cho nó đa dạng về mặt cảm nhận. Tất nhiên là khẩu vị của mỗi người mỗi khác nhau, nhưng mà trong clip này thì mình sẽ chia sẻ trên góc độ của mình. Một người làm bếp được 10 năm, đã từng đi trải nghiệm rất nhiều món ăn cả trong và ngoài nước, cũng như biết được một phần nào về sự khác nhau của văn hóa ẩm thực từng vùng miền, chứ không phải là mang khẩu vị Bắc đi review đồ ăn các miền khác như một số người vẫn hay nói. Ok, và bây giờ thì bài review xin phép được bắt đầu. Nhóm mình đi tổng cộng là 7 người. Mình rủ đông vì để có thể trải nghiệm được nhiều món hơn, chứ nếu mà đi 2 đến 3 người mà gọi quá nhiều thì sẽ không ăn hết, gây lãng phí và cũng vô tình làm mức chi tiêu trở nên cao hơn so với thực tế. Không gian quán bài trí theo phong cách dân dã với gam màu đặc trưng cho phong cách này, đó là tường sơn vàng cùng với những bộ bàn ghế gỗ. Mình tới quán vào lúc khoảng 12 giờ hơn và bên trong thì đã khá là đông khách. Sau một hồi quan sát thì mình nhận ra đa số khách ở đây đều là những khách đi theo nhóm đông và nằm trong độ tuổi không phải là quá trẻ. Món đầu tiên mình review chính là món canh chua cá bớp. Canh chua được nấu cùng với cà chua, dứa hay còn gọi là trái thơm, khế, chuối chát, giá cùng với các loại rau thơm khác. Theo hiểu biết của mình thì đây là cách nấu canh chua mang đậm nét ẩm thực riêng của miền Trung. Phần canh chua thì chắc chắn là phải chua rồi, không có gì phải bàn cãi về vấn đề này cả. Vị chua này nó dịu nhẹ và không hề nồng gắt. Tổng thể bát canh được tạo chua bằng me, khế và măng, trong khi những lát dứa đem lại hương vị ngọt thanh, cùng với đó là một chút chát nhẹ của chuối xanh. Với mình thì đây là một bát canh chua cá bớp ngon và tròn vị. Tiếp theo là món best seller của quán, đó là thịt xá xíu cuộn bánh tráng. Món ăn được trình bày bắt mắt, miếng thịt xíu có tỷ lệ mỡ nạc hoàn hảo cùng cách ướp gia vị không quá mặn vì bản thân phần mắm nêm chấm đã đủ đậm đà rồi. Miếng thịt cắt mỏng vừa đủ để khi cuộn ăn sẽ không bị cứng. Bánh tráng ở đây khá là dày, mình sẽ cần phải nhúng ngập nước và chờ khoảng 30 giây thì bánh tráng mới đạt độ mềm dai để cuốn cùng với các loại rau thơm. Phần mắm nêm chấm cuốn thì có hương vị đậm đà, bát mắm nêm thơm nồng hương vị mặn mòi đặc trưng của con nêm cùng với vị ngọt dịu của dứa. Nhưng mà mình thấy thì có vẻ là nó hơi loãng hơn so với bình thường một chút, nhưng món ăn này thì cũng vẫn rất xứng đáng với lời tư vấn về món best seller của quán. Đây là món gỏi mít non tôm thịt. Với mình thì đây là một món ăn rất độc đáo. Các sớ mít non mềm mại, phần nước mắm trộn mặn ngọt vừa đủ kết hợp cùng với các loại rau gia vị, tôm và thịt cắt nhỏ xúc với bánh đa giòn rụm đã khiến mình nghiện luôn món này ngay từ lần đầu tiên thử. Cái hay của món ăn này nằm ở việc gỏi trộn khô ráo và không hề bị ra nước. Hến xúc bánh tráng thì cũng tương tự, thịt hến được xào tới khô và thơm phức mùi thơm của hành tỏi. Cả hai món cá đồng chiên xù và mực hấp được chế biến đơn giản để ăn cơm. Cái đáng nói nhất là mức độ tươi ngon của nguyên liệu, còn lại thì không có gì nhiều để nói đến cả. Bông bí xào bò thì bò siêu mềm, xào cùng bông bí ăn ngon lắm. Cá nục kho ớt xanh ăn cơm cực đỉnh, thịt cá chắc, mềm và không hề bị nát. Cá kho kỹ đến mức mà những miếng xương nhỏ là mềm luôn, ăn được luôn. Mắm dưa chua ngọt thì không hợp khẩu vị của mình lắm vì nó hơi mềm và hơi ngọt so với khẩu vị. Mình sẽ thích ăn dưa giòn và chua nhiều hơn một chút. Cơm gà roti tiếp tục là một món ăn mà mình phải dùng từ quá ngon. Thịt gà được chiên một cách hoàn hảo và tạo ra một lớp da gà giòn tan, mặc dù mình ăn món này cuối cùng. Thịt gà chắc ngọt chuẩn gà ta. Mình không dám nói là chuẩn gà quê vì mình chẳng biết con gà này quê ai và mình thì cũng không quen nó, nhưng mà thịt chắc ngọt như thế này thì mình hay gọi là gà ta. Cái giá phải trả cho toàn bộ bữa ăn này là 2 triệu bao gồm cả nước. Mình đi 7 người thì tính ra mỗi người chỉ hết có khoảng 300.000. Với số tiền này và với chất lượng đồ ăn ngon miệng như thế này thì là quế ô qua luôn rồi. Chẳng trách vì sao mà quán lại đông khách đến thế, và khi mình nhắc đến quán cơm 10 khó của anh Trường Giang với anh em bạn bè đầu bếp của mình trong Sài Gòn thì họ đều nhận định là rất ngon và chuẩn vị. Và xin khẳng định đây không phải là một bài quảng cáo PR gì cả. Mình chưa và chắc chắn là sẽ không bao giờ nhận PR cho bất cứ một quán ăn nào của người nổi tiếng. Đây là trải nghiệm cá nhân của mình và chia sẻ để mọi người cùng tham khảo thôi đấy nhá.